Xin chào các bạn. Hôm nay trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo lại tiếp tục làm một video để giới thiệu cho các bà con về cái giống cây trà hoa vàng. Thì như các bà con đang nhìn ở đây là chúng tôi đang nhân giống rất nhiều các cây trà hoa vàng khác nhau. Bà con có thể nhìn bên này là một giống trà hoa vàng khác, là giống này là giống Camellia Tiến Ni. Thế ở đây chúng tôi đang dâm hom với cái tỷ lệ là hom nhỏ. Chúng tôi cắt hom với tỷ lệ là cao 20 cm và hiện nay mầm đã lên được đến 40 cm rồi. Và cây này là cũng là một giống trà hoa vàng, tên gọi khác, tên địa phương thì chúng ta gọi thường gọi là cây hải đường vàng. Nhưng tuy nhiên đối với khoa học thì nó vẫn là một loài trà hoa vàng quý hiếm và có cái dược tính rất là cao. Các bà con đang nhìn ở bên tay tôi đây thì cây này nó chính là cái cây trà hoa vàng như những video trước của chúng tôi giới thiệu, đó là cái giống trà hoa vàng Petelotti. Petelotti bà con nhìn ở đây, lá Petelotti nó rất là đen và cái nó bóng mịn lên và lá rất là to dài đó. Cái giống Petelotti này thường thường là nó đen sậm lại, màu nó sáng hơn. Thì nó có một cái giống khác là giống là Hakoda. Hakoda này bà con nhìn thấy lá và Hakoda và Petelotti nó khác nhau hoàn toàn như này. Đó, cái đường gân lá của Hakoda nó nổi hơn và cái đuôi lá thì nó dài. Nó dài nhưng nó không thuôn gọn như cái giống PT như này, mà nó hơi phình ra. Nó dài nhưng mà cái đầu hai bên cạnh phình ra. Và đặc biệt của cái giống Hakoda và tất cả các loài trà hoa vàng khác là tất cả các mép lá đều răng cưa. Đó. Và lộc non của tất cả các cây ra đều phải màu tím hết. Bà con đang nhìn đây là trại giống cây, trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo của chúng tôi, có địa chỉ tại Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ở đằng sau xa kia nữa thì bà con có thể nhìn rất nhiều cái trà hoa vàng chúng tôi đang nhân giống. Bà con có thể nhìn sang bên đằng sau bên tay trái của tôi đang hướng đây ạ. Có rất nhiều các dòng giống trà hoa vàng khác nhau. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con về cái quy mô sản xuất nhân giống cái cây trà hoa vàng Tam Đảo. Đó, bên kia chúng tôi còn nhân giống rất nhiều nữa. Thì hiện tại trung tâm cây giống của chúng tôi có những cái cây trà lớn. Thì đây là trại giống, còn trại cây bố mẹ thì chúng tôi đã để ở trên đồi bên kia, chúng tôi trồng hơn 1 hecta cây trà bố mẹ nữa. Đó, đây là toàn cảnh cái quy mô cây trà hoa vàng của trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo chúng tôi. Thì hiện nay là cây trà hoa vàng này thì nó là cái cây ưa ẩm và ưa bóng râm. Đặc biệt cái kỹ thuật của nó trồng thì liên quan đến rất nhiều cái kỹ thuật khác nhau tùy vào từng dòng giống và vùng miền, có thể phù hợp trồng với từng cái loại dòng giống cây nào. Thì là khách hàng chủ động liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc có thể trực tiếp lấy số điện thoại add vào Zalo để trực tiếp nhắn tin đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi để tư vấn tốt nhất về cái kỹ thuật trồng. Cái thứ hai nữa là cái dòng giống nào nó phù hợp với địa phương của nơi bạn đang sinh sống. Đó. Một lần nữa xin mời các bạn gọi trực tiếp theo số điện thoại đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo.